Hello anh em, chào mừng anh em đến vlog tiếp theo của mình. Thì cũng lâu rồi mình chưa có ra clip, do là mình có bận một số công việc đó anh em. Thì sau khi giải quyết hết công việc của mình thì bây giờ mình sẽ cố gắng ra clip thường xuyên hơn. Cảm ơn anh em đã thời gian qua đã luôn chờ đợi và cũng như ủng hộ Copa Màu nha. Thì hôm nay mình sẽ nói về một cái vấn đề là mà một số anh em mới chơi á, hoặc là anh em một số anh em chơi cũng đã lâu rồi rất là quan tâm, đó là cách mình phân biệt được cá coi Việt với cá coi Nhật. Thì hiện tại ở trên thị trường anh em, mình có thấy là có bán chủ yếu là cá coi xuất xứ từ Nhật, cá coi xuất xứ từ Trung Quốc và cá coi xuất xứ tại Việt Nam. Ở trong đó đó anh em, cá coi Nhật á là dòng cá coi có giá trị kinh tế lớn nhất, cũng như là về độ đẹp của nó thì cũng là đúng nhất trong ba loại đó. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có một số cái góc khuất anh em, là một số là cá coi Trung Quốc rồi cá coi Việt anh em, một số người bán lợi dụng cái nguồn gốc cá coi Nhật á, giá trị á, thì cháo, có nghĩa là cá coi Trung Quốc cũng như là cá coi Việt cháo thành cá coi Nhật. Thì buôn bán cá coi đó nè, chủ yếu là do lòng tin của người bán và người mua thôi anh em, chứ thật sự là không có một cái tiêu chuẩn nào để có thể quyết định được đó là con cá coi Việt hay con cá coi Nhật. Nhưng mà bên cạnh đó thì sau một thời gian chơi cá coi á, mình cũng đã rút ra được một số cái kinh nghiệm bé bé về cái việc phân biệt cá coi á, cho nên hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em luôn. Đầu tiên mình sẽ nói về cá coi Việt ha. Thì cá coi Việt đó anh em, về màu sắc body cũng như là về kích thước đồ đó, cái tốc độ lớn thì cá coi Việt nó lớn khá chậm, màu sắc cũng không đẹp, trừ trường hợp một số cái chạy cá như là Hải Thanh này, rồi Hải Đăng nè, rồi Mekong coi, thì họ có những cái quy trình lai tạo cá coi ở Việt Nam khá là tiên tiến và có sự lựa chọn kỹ càng á, cho nên là một số cái dòng cá coi Việt xuất xứ từ những cái chạy đó rất là đẹp, khá đẹp. Thì những chạy đó là những chạy khá là uy tín. Mình giới thiệu với anh em ba chạy đó ha. Thì về giá trị kinh tế thì cá coi Việt nó khá rẻ, thường là nó sẽ không tính con đâu nè, nó tính ký, vài trăm ngàn một ký. Mình nói nguồn gốc tại sao cá coi Việt nó lại rẻ như vậy là do là người Việt mình có cái tính là không có bỏ, có nghĩa là khi mà lai tạo ra được cá coi rồi đó, họ trứng nở ra bao nhiêu con là họ nuôi luôn, ít khi nào họ bỏ đi lắm. Cho nên là việc đó, từ cái việc đó gây ra cái hiện tượng là cá coi nó không có sự lựa chọn, cũng như là loại bỏ, tâm ra là cá coi Việt nhìn nó không đẹp, cho nên giá trị nó rất là thấp. Về màu sắc mình sẽ chèn một số hình ảnh của cá coi Việt vô để anh em có thể dễ nhận biết. Thì cá coi Việt đó anh em, cái màu sắc nó khá là lem nhem, cái màu đen, cái màu sumi á, nó nổi tùm lum hết, nói chung là nó khá là rối mắt. Cái thứ hai là về cái body, về body cá nhìn nó khá là không ổn ha, có nhiều con rất là xẻ bụng, cũng như là nó rất là dài người, nó không có mập. Đó là những cái mà cái điểm dễ nhận biết nhất ở các câu Việt. Thì có một số hình ảnh mình sẽ chèn thêm vô cho anh em coi, đó là để anh em nhận biết đó là cá coi Nhật, có coi Việt ha. Còn tiếp theo mình sẽ nói về cá coi Nhật, cá coi Trung Quốc. Thì cá coi Trung Quốc nó có hai dòng anh em. Thứ nhất là những con cá được lai tạo ngay tại Trung Quốc, và những con cá là từ những trại ở Trung Quốc họ nhập từ bên Nhật về, rồi họ xuất ngược về Việt Nam. Thì có một số anh em chơi cá coi á, cái dòng cá coi Trung Quốc này nó rất là khó nói, tại vì về cái độ đẹp của cá coi Trung Quốc á, nó cũng rất đẹp, nó đẹp cũng gần bằng cá coi Nhật á,
Tại vì họ bên đó họ có những cái trại cá rất là lớn, họ cũng có những cái quy trình lựa cá cũng rất là kỹ lưỡng. Thì cho ra họ cho ra những sản phẩm rất tốt. Rồi một số trại họ nhập cá nhỏ ở bên Nhật về, rồi họ cũng nuôi lớn lên, thì đó cũng là nguồn gốc từ Nhật. Cái việc mà mình tập trung ở đây là cái giá trị của cá coi Trung Quốc nó thật sự nó vẫn không bằng cá coi Nhật. Những con cùng size, cùng màu sắc, cùng kích thước thì nó vẫn rẻ hơn một số một vài phần so với cá coi Nhật. Cá coi Trung Quốc anh em mình có nghe nói, một số anh em nói là cá coi Trung Quốc họ có cho ăn màu rồi họ sẽ cho ăn tăng trọng. Thì thật sự ra đó, cái cám mình cho cá ăn á, nó cũng là cám tăng màu và cám tăng trọng. Thì cái đó không phải là vấn đề quá lớn lao ha. Cái mình đặc biệt mình quan trọng quan tâm ở đây á, đó là về cái bộ gen cũng như là cái sự về màu phát triển màu sắc của cá coi sau này. Thì cá coi Trung Quốc nếu mà được lai tạo ở Trung Quốc anh em, họ vẫn có một, nói chung là cũng có một vài cái khuyết điểm nếu mà so với cá coi Nhật. Ví dụ như là cá sẽ lớn chậm hơn, rồi body cũng không có tốt bằng. Cái cuối cùng mình nói về cá coi Nhật, thì cá coi Nhật đó anh em, thì Nhật là luôn họ luôn luôn là đứng đầu về cái dòng cá coi này. Cá coi Nhật tại sao có giá trị mắc như vậy, do là mỗi một năm anh em, cá ở Nhật họ sẽ cho lai tạo ra được vài triệu cá coi bột, coi coi nhỏ là coi tí hon á. Sau đó họ sẽ có những cái quy trình lựa chọn cá coi liên tục, có nghĩa là mỗi size họ sẽ lại lựa chọn ra, số còn lại họ sẽ tiêu hủy hoặc là họ sẽ trở thành những cái biến thể như là cám cá cũng như là những cái thành phần khác cũng phục vụ cho ngành cá thôi. Thì do là họ có một sự lựa chọn cũng như loại bỏ rất là quyết liệt, cho nên họ sẽ cho ra sản phẩm những cái dòng cá, những cái con cá coi đó rất là tốt cho thị trường. Đó là kinh nghiệm đúc kết của họ từ hàng bao nhiêu năm nay rồi, từ mấy cả trăm năm nay rồi, cho nên là cá coi Nhật nó có giá trị rất là cao. Để có thể mua được cá coi Nhật ở Việt Nam á, rất là dễ anh em. Mình sẽ giới thiệu cho anh em một vài cái trại cá lớn ở Việt Nam, thì anh em có thể tìm mua. Thì những cái trại đó đã được chứng minh uy tín rồi, cho nên là mình không phải lo về vấn đề là phải mua nhầm những con cá mà nó xuất xứ không phải là từ Nhật. Ví dụ như là mình sẽ giới thiệu như là anh Ra Nguyễn nè ở quận 8, rồi trại cá coi Patio Coi Farm ở Thủ Đức, Ruby Coi ở quận 10, quận 7, và trại cá coi coi Lover ở quận 6. Thì đó là những trại cá đó, mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, anh em có thể vô tìm xem. Mình như mình đã nói lúc đầu thì chơi cá coi á, mình muốn mua con cá coi Nhật á, chủ yếu là cái về cái sự lòng tin của mình giữa người mua và người bán. Thì những trại cá đó là đã được anh em chơi cá coi cũng như bản thân mình chứng thực là họ bán cá coi Nhật, tại vì chơi lâu là tự nhiên mình sẽ biết được anh em, chơi lâu là tự nhiên mình có kinh nghiệm của mình sẽ biết được cách nhìn cá cũng như là cách lựa chọn. Thì sắp tới đây mình sẽ làm những cái vlog về những cái trại cá coi Nhật ở Việt Nam để anh em có cái nhìn khách quan hơn, cũng như là mình sẽ giới thiệu một vài anh em khác, những anh em mà chuyên bán cá coi Nhật chắc để đến với anh em. Thì đương nhiên những người đó mình sẽ chứng minh uy tín bằng nhiều cách. Thì đó, thì sắp tới mỗi vlog mình sẽ làm phần nghiêng về phần đó để anh em sẽ có những cái sự lựa chọn đúng đắn cho mình để tìm ra được những cái con cá coi mà phù hợp với bản thân cũng như là phù hợp với lại cái mắt nhìn. Tại vì mỗi người có một cái hộp, nói chung là gọi là cái hộp nhãn anh em, nghĩa là những con cá, một con cá đối với người này đẹp nhưng mà đối với người khác không đẹp. Mình chỉ cần con cá tìm phù hợp với mắt của mình là được anh em. Cho nên là sắp tới mình sẽ cố gắng, mình sẽ đi đến những cái trại cá đó để mình làm clip về những trại cá đó, những cái thế mạnh của họ cũng như là giá cả, rồi những cái dòng cá mà họ chuyên, để anh em có những cái lựa chọn ha. Rồi cảm ơn anh em đã luôn luôn ủng hộ Coi Ba Màu. Chúc anh em một ngày tốt lành. Thì anh em, bye bye.